Tên lửa sở tinh ghe, có tên gọi chính thức là phim 92 hạ, được thiết kế để cung cấp cho bộ binh một phương án đối phó với máy bay và trực thăng bay tầm thấp. Từ quan điểm của những người lính trên mặt đất, máy bay địch bay ở tầm thấp thường là một vấn đề lớn, do các phương tiện này thường xuất hiện với mục tiêu đánh phá thành phố, gây ra lượng thương vong lớn bằng súng máy hoặc ném bom trực tiếp. Thông thường, bắn hạ những chiếc máy bay này là cách dễ nhất để loại bỏ đi những mối đe dọa, và tên lửa sở tinh G làm xuất sắc trong nhiệm vụ này. Toàn bộ cấu tạo của tên lửa gồm hệ thống dẫn đường, đuôi lái, động cơ đẩy và đầu đạn. Đuôi của tên lửa có 4 vây gấp, giúp ổn định và cân bằng tên lửa khi đang bay. Hệ thống dẫn đường của tên lửa gồm bộ phận tìm kiếm mục tiêu, dẫn hướng, điều khiển. Đầu đạn của tên lửa có sức công phá tương đương 0,45 kg thuốc nổ TNT, được bọc trong pyroforic titan. Phần động cơ đẩy gồm một động cơ phóng và một động cơ bay lực đẩy kép, giúp tên lửa đạt vận tốc trung bình 2.400 km/h, gấp 2 lần vận tốc âm thanh trong không khí, Mach 2. Tên lửa sở tinh G sử dụng cảm biến IR-UV thụ động để theo dõi mục tiêu. Khi tên lửa được phóng ra khỏi bệ phóng, mục tiêu mà nó đang hướng tới có thể bị lệch tâm trên cảm biến hình ảnh. Khi điều này xảy ra, một hệ thống cảnh báo sẽ được kích hoạt, giúp tên lửa biết rằng nó đã đi lệch hướng, và hệ thống dẫn đường trong tên lửa phải xác định cách để quay trở lại đường bay đúng. Thuật toán từ cảm biến sử dụng dựa trên góc lệch tâm và sự thay đổi góc bay theo tỷ lệ. Cụ thể, cứ sau 1 phần 10 giây, tên lửa sẽ tính lại góc bay và thay đổi một lần, bằng cách tự điều chỉnh như vậy. Tên lửa có thể dự đoán đường bay của mục tiêu giống như cách mà chúng ta dự đoán đường đi của một vật thể đang chuyển động, và chọn vị trí chính xác để tóm gọn chúng. Nhờ nâng cấp này, tên lửa sở tinh G mang đến khả năng phòng thủ tốt hơn cho quân đội khi họ đối mặt với mối đe dọa từ các mục tiêu nhỏ và nhanh nhẹn. Để phóng tên lửa sở tinh G, một người lính chỉ cần chĩa nó vào đối tượng, và chờ hệ thống định vị khóa mục tiêu trong giây lát, sau đó họ có thể bóp cò để khai hỏa.